Nhà kính này là nơi nghiên cứu các loại thực vật mới đó mấy đứa. Wow, nhiều cái lạ quá. Có cây nào ăn được không bác? Có chứ, có cây bụng bự ăn được, mà cũng có cây ăn ngược lại bụng bự luôn. Wow, cây ăn thịt người luôn hả bác? Đúng rồi, ở nhà kính này có những khu vực nuôi trồng các loại thực vật ăn thịt. Tại sao cây không uống nước mà phải ăn thịt vậy bác? Thực vật ăn thịt là để thích nghi với môi trường sống khắc nghiệt như nơi đất mỏng hoặc nghèo chất dinh dưỡng. Chúng được cho là đã tiến hóa 6 lần trong 5 đơn bộ khác nhau của thực vật có hoa. Hoa, dẫn tụi con đi xem mấy cái cây đó đi ba. Không được, đó là khu vực nguy hiểm, con nít không được vào. Thôi đừng buồn, để ba dắt mấy đứa đi uống nước dưa hấu khổng lồ nha. Nè, uống đi mấy đứa, nước ép đó. Bác cho con xin ly nữa đi. Alo, có chuyện gì? Hả? Được, tôi tới liền. Bây giờ ba có việc gấp, phải đi ngay. Mấy đứa ở khu dưa hấu này chơi nha. Ê, ba mình đi rồi kìa, qua khu cây ăn thịt chơi đi. Ủa, không phải ba đếm nói là không được vào sao? Có gì đâu mà sợ, có mấy cái cây thôi à, mấy khi được nhà kính chơi đâu. Ngồi đây uống hết trái dưa hấu rồi về nha đếm. Đi xa chứ chưa cực. Qua đó mình ăn thịt luôn cái cây ăn thịt, hấp dẫn hơn. Đi thôi, tiến lên, vô. Đúng nghĩa bụng bự. Lạnh sống lưng rồi đó. Có gì đâu mà sợ, nhìn bụng bự kìa. Đồ ăn ơi, mi ở đâu rồi?